Từ đầu tháng 11 âm lịch đến nay, không khí rộn ràng với tiếng cười nói, tiếng còi xe vận chuyển rươi ra vào làm huyên náo những vùng khai thác rươi của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Thiên Tấn ở thôn Làng Vực, xã Chí Minh cho biết, theo kinh nghiệm dân gian, nếu thấy gió đông, trời lác đác mưa là rươi về nhiều. Trước đây rươi lên theo con nước tự nhiên, nay vào vụ, bà con có cách bắt rươi phải lên. Bí quyết chủ yếu là tháo kiệt nước để đó, khi muốn thu hoạch chỉ cần cho nước vào, con rươi đủ ngày buộc phải ngoi lên mặt nước. Các chủ đầm, ruộng rươi giờ khai thác theo cách dùng xăm, khi rươi nổi nhiều, tháo nước khỏi ruộng, dùng lưới tơ lụa hay lưới phủ du chặn ở cửa cống thoát nước, rươi theo dòng nước chảy, chui vào hết xăm, chẳng sót lại con nào. Và bãi sản xuất rươi, thứ nhất là người ta mua được cái chất liệu của con rươi nó thơm ngon. Cái thứ hai, vừa người ta cũng có một cái vấn đề trải nghiệm, đặc biệt là ngày mai là ngày Chủ nhật, cỡ 50% là cống tháo của hai bãi. Cho nên là mong muốn cho tất cả các khách hàng từ phương xa, coi là các địa bàn nơi vừa xuống mua rươi và dùng, hai nữa là vừa trải nghiệm cái con rươi đặc sản ở vùng miền. Chí Minh hiện là địa phương có sản lượng khai thác rươi lớn thứ hai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, với diện tích trên 80 hectare ngoài bãi sông Thái Bình. Hiện toàn bộ diện tích này đã cho thu hoạch, mang lại giá trị kinh tế ước đạt từ 300 đến 400 triệu đồng trên 1 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Năng suất khai thác rươi đạt 15 đến 30 kg trên một sào. Tổng sản lượng rươi trên địa bàn xã Chí Minh ước đạt 45 tấn trên một năm. Những ngày này, tại bãi rươi nhà chị Phạm Thùy Linh, xã Chí Minh, thương lái kìn kìn kéo đến đợi lấy hàng. Chị Linh cùng gia đình mỗi người một việc, luôn chân luôn tay, người lấy đá lạnh, người kéo cửa cống, người mở xăm đổ rươi vào chậu, người rửa rươi, người đóng hộp, thùng xốp cho khách. Cứ lấy mẻ rươi này giao cho khách xong, lại đến mẻ khác cho khách khác. Bởi người dân ở các nơi đều tin tưởng vào chất lượng của con rươi nơi đây để lựa chọn. Nói chung sản lượng rươi năm nay tháng 9 tuy không được nhiều, nhưng mà sang tháng 11 tức là ngày hôm nay thì rươi lên số lượng rất là lớn. Mà mặc dù là số lượng lớn thì gia đình cũng không phải mang đi giao bán hay gì, vì thương lái đến mua rất là nhiều, vì chất lượng con rươi rất là to và đẹp. Tôi thường xuyên ở xuống dưới bãi nhà cô Linh Vĩnh này mua, mà năm nào là tôi cũng xuống dưới này. Thế thì đánh giá rươi năm nay thì rươi ở đây bãi dưới nhà cô Linh Vĩnh rất là to đỏ, nhiều bột. Thế mà để mà làm ra sản phẩm ví dụ như là chả rươi hay là rươi kho hoặc là lem rươi đấy, thì là cái rươi ở đây là rất là đẹp và nhiều bột. Thế nên là cái sản phẩm ở dưới này là rất tốt, và năm nay là cái giá cả hợp lý để cho người mua hoặc là người tiêu dùng cũng đáp ứng được cái nhu cầu của người ăn, năm nay là tăng lên rất là nhiều. Theo các hộ khai thác rươi tại xã Chí Minh, những năm gần đây, rươi thu đến đâu là có thương lái đến tận nơi thu mua. Mỗi kg rươi bán được khoảng từ 320.000 đồng đến 450.000 đồng. Nếu được mẻ rươi thân to, có màu đỏ đậm thì bán còn được giá hơn nữa. Rươi vớt lên được ướp đá giúp cho thương lái vận chuyển được xa hơn. Một sào ruộng rươi thu nhập bằng 6 đến 7 sào lúa, mà công việc cũng không nặng nhọc hơn. Nhờ rươi mà nhiều hộ dân trên địa bàn xã Chí Minh có cuộc sống ổn định và khấm khá.